Xin chào các bạn. Trong video đầu tiên này thì mình nói về Google AdMod là gì và cách kiếm tiền từ Google AdMod như thế nào. Google AdMod là một nền tảng quảng cáo trên thiết bị di động và cung cấp dịch vụ cho nhà quảng cáo, nhà xuất bản, đại lý và nhà phát triển ứng dụng. Đối với nhà quảng cáo thì các bạn chơi game hay tải phần mềm ứng dụng miễn phí về từ Play Store hay là App Store, các bạn sẽ thấy được cái quảng cáo nó hiện thị với cái dạng video, banner, full screen. Rồi sau đó các nhà quảng cáo sẽ trả tiền cho Google AdMod, cho nhà phát triển ứng dụng với cái số lần hiển thị và được click vào quảng cáo đó. Đối với nhà phát triển ứng dụng thì các bạn sẽ nhận được tiền quảng cáo từ việc publish app game miễn phí lên trên Play Store, App Store, có gắn ID quảng cáo vào trong cái tài khoản AdMod của mình. Và các bạn sẽ nhận được tiền quảng cáo đó. Không vậy, ai có thể là kiếm tiền từ Google AdMod? Đó là tất cả các bạn làm trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư, đam mê, online, kiếm tiền online, các bạn lập thành viên, kỹ đồ họa và yêu thích đam mê về mobile app. Trong cái khóa học này, tôi sẽ tập trung vào việc quy trình kiếm tiền trên Google AdMod như thế nào với cái hướng khởi nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát triển ứng dụng để kiếm tiền thụ động ở trên Google AdMod.